Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, vào lúc 20 giờ 20 phút tối qua ngày 22 tháng 8, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã từ trần tại nhà riêng tại phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Ông qua đời sau thời gian lâm bệnh nặng, được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc. Ông Lê Văn Thành, 61 tuổi, thạc sĩ quản lý kinh tế, quê ở huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, đại biểu Quốc hội khóa 12. Ông từng giữ chức giám đốc công ty xi măng Hải Phòng, sau đó làm phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân, bí thư thành ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng. Tại đại hội Đảng lần thứ 13 đầu năm 2021, ông Lê Văn Thành tái đắc cử Ủy viên Trung ương Đảng. Từ tháng 4 năm 2021 đến nay, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành được phân công theo dõi các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thương mại xuất nhập khẩu, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, bảo đảm năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Ông cũng phụ trách các công trình trọng điểm quốc gia, dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp của pháp luật, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu.